bỏ xuống của cô. Lẹ lên, cô ra. Trời ơi, nó dám vô trong đó, nó ghìn cái con gì đó, con gì, con cừu hả? À, con cừu hả? Rồi trả lại đi con. Con cừu hát hả? Con cừu hát làm sao? Ơi bảy, lụm lên. Lụm bỏ lên con, lụm bỏ lên không được ghìn, lẹ lên. Lẹ. Bỏ lên, cô ra kìa. Cô ra, cô la chiến kìa. Đó. Cô la chuột đó. Rồi đi ra. Trời ơi, nó dám trèo vô. Em lo em ấy chút xíu rồi chịch cái là nó. Trèo ra được không? Đi đàng hoàng. Rồi đi về nha. Con đi đâu nữa? Đi đâu nữa, trèo nữa hả? Bữa nào không vậy chứ, ông bà của chú con nuốt vậy đó, không cho về, thôi tắt kèm vậy đó. Chơi dám dầm rồi đó, nó không có chịu về đâu. Xuống chưa? Nó không có chịu xuống. Bữa nào không vậy chứ, nay mệt quá trời. Sao đi đường đó xuống hả? Thôi giờ đi về luôn đi, không có đi chơi nữa, mẹ mệt lắm rồi. Nha. Rồi xuống luôn, đi về đi, không chèo nữa. Thôi không chèo, mẹ đi về mẹ bỏ đó. Mẹ bé bay chuột nha. Rồi con chèo đi, mẹ bé bay luôn, bé bay. Chú ơi, bữa nào không vậy chứ. Bỏ nó lên đó luôn. Nó không chịu đó, bỏ đó. Mẹ đi về đó. Không chịu về. Ai thua cả nhà? Bây giờ mẹ hỏi con có về không? Hả? Có về không? Vậy thì đi xuống vậy. Vậy thì đi xuống lẹ về. Còn không ấy mẹ về mẹ bỏ, đừng có khóc nha. Cái gì? Con nói không là không hả? Vậy con ở đây đi, mẹ đi về đó. Con nói không là không. Ừ, ở đó mà không chứ không. Mẹ đi về mẹ bỏ luôn á. Em bỏ em với nó rồi. Cái gì? Cái gì? Cũng làm gì? Đi về. Có đi về không? Rồi mẹ đi về mẹ bỏ đi, mệt quá rồi.